nước mắt cuối buồn buồn hoang nhớ mong mai. Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các bác và anh em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Và hôm nay thì em Hùng đã có mặt tại cơ sở 1 của Hiếu Minh Audio có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để lên cho các bác một video và review một sản phẩm mới của nhà hãng vừa mới gửi hàng cho bên em. Và trước mặt các bác đây là một mẫu sản phẩm micro không dây của PS của model là G100. Và để nhắc tới nhà hãng PS Audio thì đã ra mắt rất nhiều những sản phẩm trên thị trường này rồi. Đó, kể đến như là đẩy, vang, mic, quản lý nguồn, sub, tất cả là trọn bộ một combo. Và hôm nay thì em muốn review cho các bác một sản phẩm micro mới này với mức giá trên 2 triệu đồng một chút, thì các bác có thể là sử dụng bộ micro hàng chính hãng có COCQ và bảo hành là 2 năm. Đó. Và đây là vỏ hộp của em nó đây ạ. Một màu đen và có logo PS Audio, model là G100. Đó. Đây, em sẽ quay một vòng cho các bác xem nhé. Với trọng lượng của hộp là 3kg, có mã seri, QR code và Menchila, và PS Audio là một thương hiệu của Mỹ và được lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc. Và sau đây em sẽ mở hộp để cho các bác chiêm ngưỡng thử xem bộ mic bên trong có những gì các bác nhé. Cầm tay rồi. Thì bên trong phụ kiện của em nó là gồm hai tay mic này. Đây, các bác có thể nhìn thấy tay mic của em nó cầm rất là đầm và chắc tay. Tiếng mic thì rất là sáng, sạch, sóng rất là khỏe. Đấy. Và logo của PS Audio G100 Plus nút nguồn và màn hình hiển thị thông số. Và tay mic này được phủ một lớp sơn chống xước các bác nhá. Đây, các bác cảm không bao giờ bị xước. Này, tay cầm rất là đầm. Và một adapter nguồn để có thể là cắm nguồn với đầu thu. Và một dây tín hiệu 6 ly. Và hai tay chống lăn. Và hai cái tai để các bác có thể bắt tay rời. Đấy. Và đây là hai dâu anten của em nó đấy ạ. Đấy, các bác có thể cắm vào để cho nó đi bắt sóng xa hơn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta đây ạ. Với phân khúc mà trên 20 triệu đồng một chút thì các bác có thể sở hữu một bộ micro hàng mới chính hãng được bảo hành 2 năm. Với tính năng của em nó thì kể đến là dò sóng sạch này, thiết kế cảm biến gia tốc và cảm biến tự ngắt, tiết kiệm pin. Đó. Và ở trên thì em nó là có một cái tem cờ của nhà hãng PS. Và bên tay phải của em nó thì có một cái tem xác thực hàng chính hãng. Và các bác có thể cào ra kết quả bảo hành và check mã. Đằng trước của em nó đây thì thiết kế là một nút nguồn này, nút set để dò lại tần số và up down là chuyển đổi tần số khác. Và volume của hai bên tay mic VA, VB. Đó. Logo là PS G100. Và thiết kế màn hình rất là lớn. Đấy, có thể là hiển thị đầy đủ những thông số. Và đằng sau của em nó đây ạ. Thì sẽ có một cái tem bảo hành của nhà hãng này. Đấy. Và hai đầu cắm John Ten. Hai sắc cắm cắt lông và một sắc cắm lưu trích. Và một ổ nguồn. Và sau đây em sẽ cho em nó lên để test một bản karaoke để cho các bác cùng nghe từ chất âm của em nó xem như thế nào nhé. Xin mời các bác cùng lắng nghe. Vâng, và sau đây em sẽ test một bản karaoke qua một bộ mic micro không dây của PS G100 Plus hàng chính hãng bảo hành các bác 2 năm các bác nhé. Và em ghép trên một con vang cơ lai số thôi của PS cùng đồng bộ luôn. Và một đôi loa của CBL Tích có model là KH12 là vãi. Và xin mời các bác cùng lắng nghe và thức.
bay là nước mắt cuối buổi một hoang nhớ mong bay mùa ấy bớt như con chim nào đàn xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng vào lúc sau trời mắt lo để yêu thương càng nhiều hắn lo tâm những sản phẩm trên thì có thể gọi điện qua số hotline bên em cơ sở 1 có số điện thoại là 0919182233 và 0869997229. Cơ sở 2 có số điện thoại là 0982352313. Hoặc là các bác có thể đến tại cơ sở bán lẻ. Cơ sở 1 có địa chỉ tại 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Cơ sở 2 có địa chỉ tại 48B Cư Xá Ba Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe An Sương 500 đến 700m. Và bên em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Và em sẽ kết thúc video clip tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.